Các bạn thân mến, trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết một số cái bài tập trong sách giáo khoa. Của bài đầu tiên là bài các định nghĩa phần hình học. Để mà giải quyết được các bài tập này thì các bạn cần lưu ý là chúng ta cần phải nắm chắc cái phần lý thuyết mà tôi đã truyền đạt trong cái video trước, để có thể giải quyết được một cách trọn vẹn cũng như là hiểu sâu sắc các cái bài tập này thì chúng ta lưu ý là cái phần lý thuyết là phải cực kỳ chắc chắn, thì khi đó chúng ta mới làm thêm được các cái bài tập cũng như là mở rộng thêm các bài tập khác. Thế thì ở đây trước khi mà đi vào phần chữa bài tập thì tôi cũng xin giới thiệu qua là các bài tập này là các bài tập nằm trong trang số 7 sách giáo khoa. Và bài tập thì cũng không nhiều, chúng ta chỉ có 1, 2, 3, 4 bài tập. Và 4 bài tập này cũng khá là đơn giản, nó chỉ ở mức độ là giúp chúng ta nhận biết và một chút thông hiểu thôi. Bây giờ thì chúng ta cùng đi vào bài tập thứ nhất. Cho ba vector ABC đều là các vector khác vector không. Các khẳng định sau đúng hay sai? Nếu hai vector AB cùng phương với vector C thì AB cùng phương. Thì ở đây là cái câu mà liên quan đến mệnh đề. Mệnh đề này là mệnh đề kéo theo như hôm trước chúng ta đã học trong phần đại số. Chúng ta sẽ xét tính đúng sai của các cái mệnh đề này. Cái mệnh đề thứ hai là nếu AB ngược hướng vector A và vector B ngược hướng với vector C thì vector A và vector B cùng hướng. Thì chúng ta sẽ xét một chút. Đầu tiên là nếu hai vector AB cùng phương với vector C thì vector A và vector B cùng phương. Lưu ý là ở đây chúng ta đã có cái điều kiện đó là cả ba vector này đều khác vector không. Đấy, thì ở đây chúng ta có thể lý giải cái điều này một chút như sau. Chúng ta có vector A cùng phương với vector C. Cùng phương nghĩa là giá của vector A song song hoặc trùng với giá của vector C. Tôi gọi cái giá đấy lần lượt là các cái đường thẳng ABC đi. Thì điều này tôi sẽ viết là giá của vector A, tức là A đã song song với C hoặc là A trùng với C. Đấy. Lưu ý là tôi lại nhắc lại một lần nữa là ở đây chúng ta có cái điều kiện đó là cả ba vector này đều vector khác vector không. Còn lát nữa tôi sẽ phân tích cái trường hợp nếu như nó chưa có điều kiện này thì sẽ như thế nào. Vector B cũng như vậy, B cùng phương với C. Với vector C, vector B cùng phương vector C. Điều này có nghĩa là vector B, cái đường thẳng, cái giá của vector B á, đường thẳng B song song hoặc là B trùng với C. Đấy. Thì điều này, từ hai điều này thì dẫn tới là gì ạ? Tôi sẽ có được là cái vector, cái đường thẳng A ấy, tức là cái giá, xin lỗi các bạn, là ở đây tôi ký hiệu luôn cái giá của các cái vector này lần lượt là các cái đường thẳng tên tương ứng. Thế thì từ đây tôi sẽ suy ra được đó là gì ạ? Cái A và B, hoặc là A sẽ phải, cái đường thẳng A sẽ phải song song với đường thẳng B, hoặc là đường thẳng A sẽ phải trùng với đường thẳng B. Đấy. Điều này dẫn đến là hai cái vector AB là cùng phương. Cùng phương. Như vậy chúng ta có cái mệnh đề đầu tiên là một cái mệnh đề đúng. Đây là mệnh đề đúng. Tiếp theo chúng ta cùng xét sang cái mệnh đề thứ hai là nếu AB cùng hướng với vector C thì AB cùng hướng. Ở đây thì như phần lý thuyết tôi đã nói,
Cái việc cùng hướng thì chúng ta sẽ phải xét là cùng phương. Thì ở đây khi mà AB đã cùng hướng vector C có nghĩa là chúng ta sẽ xét các cái vector này trên cùng một phương. Cùng một phương. Tôi sẽ minh họa bằng cái hình ảnh. Vector A, vector B. Nó cùng hướng với vector C. Vector A, vector B và vector C. Đấy. Thì vector A cùng hướng với vector C, vector B cùng hướng vector C. Thì điều này có nghĩa là A và B cùng hướng. Xin lỗi các bạn. AB cùng ngược hướng với vector C. Đấy. Cùng ngược hướng. Từ đây tôi điều chỉnh lại một chút. Tôi sẽ vẽ lại cái vector vì mỗi cái phương của chúng ta đấy thì chỉ có hai chiều thôi, nên là khi mà AB mà cùng ngược hướng vector C thì sẽ dẫn tới là hai vector AB cùng hướng. Như vậy ở đây chúng ta có kết quả, đây cũng là một cái mệnh đề đúng. Mệnh đề này là một mệnh đề đúng. Thế thì ở đây như tôi vừa phân tích, cái điều này có được là do chúng ta có sẵn cái điều kiện là ba vector này đều là các vector khác vector không. Vậy trong trường hợp mà tôi chưa có cái điều kiện này thì sao? Thì các cái mệnh đề này sẽ không còn đúng nữa. Cụ thể là nếu như trong trường hợp thứ nhất chẳng hạn, chúng ta có vector C là vector không, thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy rằng là cái vector không được coi là cùng phương với mọi vector. Điều này có nghĩa là trong trường hợp mà hai vector A, vector B chẳng hạn như thế này, nó nằm như thế này thì cũng được coi là cùng phương với vector không, đúng không ạ? Như vậy thì cái mệnh đề này sẽ không còn chính xác nữa, trong khi đó chúng cũng không cùng phương với nhau. Tương tự như vậy là trong trường hợp mà mệnh đề B cũng vậy. Nếu vector C là vector không thì rõ ràng là bất kỳ một cái vector nào cũng có thể cùng hướng với vector không. Chính vì vậy mà AB có thể không cùng hướng. Đấy. Điều này dẫn đến là mệnh đề này cũng sẽ trở thành mệnh đề sai. Ở đây tôi đang phân tích cái trường hợp đó là các vector ABC đều là các vector khác vector không. Các bạn hết sức để ý cái điều này trong quá trình các bạn làm bài. Cái tính chất hay là các cái đặc điểm của vector không thì các bạn phải nắm chắc thì chúng ta mới hiểu được một cách chính xác được. Nó không phải tự dưng mà người ta lại cho điều kiện là ba cái vector này đều là các vector khác vector không. Tiếp theo thì chúng ta cùng chuyển sang cái bài tập số 2. Đây là một cái bài tập nhận biết cái tính chất cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và bằng nhau của các cái vector. Thế thì ở đây chúng ta sẽ liệt kê thôi. Đầu tiên là các vector cùng phương. Các vector cùng phương thì trong phần trước, trong phần lý thuyết thì chúng ta đã biết rằng là các vector cùng phương là các vector mà có giá song song hoặc trùng nhau. Thì khi mà quan sát trên cái hình này thì chúng ta sẽ thấy được các cái nhóm vector cùng phương. Tôi sẽ có được là vector A và vector B là hai vector cùng phương. AB là hai vector cùng phương.
UV là hai vectơ cùng phương. UV là hai vectơ cùng phương. Vector x, y, z và v kép đều là các vectơ cùng phương, tức là bốn vectơ này cùng phương với nhau luôn. Vector x, vector y, vector z và vector v kép. Bốn vectơ này đều cùng phương với nhau. Thứ nhất là cái vector AB ấy, thì các bạn quan sát thấy là cái giá của chúng song song. Đấy. Còn cái vector UV cũng tương tự như vậy, giá của chúng song song. Vector x, y, z thì giá của chúng, ví dụ như vector x với lại v kép chẳng hạn thì là giá trùng nhau, còn x với y với z thì giá của chúng song song. Thì chúng ta có thể nhận biết ngay được là các cái cặp vector cùng phương như thế nào. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang các cái vector cùng hướng. Đấy. Thế thì để nhận biết được các vectơ cùng hướng thì chúng ta phải có là cùng phương đó, tức là chắc các cái trong các cái cặp này thì chúng ta sẽ nhìn về cái ví dụ như là AB cùng phương thì chúng ta sẽ xét cái hướng của nó, đúng không? Còn các cái vectơ mà không cùng phương thì đương nhiên chúng ta không xét hướng làm gì nữa. Đấy. Thì cụ thể ở đây chúng ta nhìn thấy là cái vectơ A và vectơ B nó cùng hướng luôn. Như vậy chúng ta có cặp đầu tiên là vectơ A và vectơ B cùng hướng vì nó cùng phương và cùng chiều. Cặp tiếp theo cùng hướng đó là x, y và z. Ba cái vector này thì đều cùng hướng với nhau. Đấy. X, y và vector z. Ba vector này đều cùng hướng. Đấy. Còn cặp vector nào nữa không ạ? Như vậy là chúng ta chỉ có những cặp vector này là cùng hướng thôi. Tiếp theo chúng ta cùng xem xét các cái cặp vector ngược hướng. Các cặp vector ngược hướng. Các cái vector ngược hướng. Ngược hướng thì chúng ta cũng phải có cái điều kiện đó là hai vector đấy phải cùng phương và ngược chiều. Thì rõ ràng ở đây chúng ta sẽ thấy là cái x với v kép này, y với lại v kép này và z với v kép, đúng không? Trước hết là ta có cái cặp UV đây. Hai cái cặp UV. Vector UV là hai cái vector mà cùng phương ngược chiều. Như vậy chúng là ngược hướng. Vector x và vector v kép. Vector y và vector v kép. Và cuối cùng đó là vector z và vector v kép. Đấy, thì đây là những cặp vector mà ngược hướng nhau. Tiếp theo là chúng ta sẽ xem xét các cái cặp vector bằng nhau. Vector bằng nhau. Các cặp vector bằng nhau thì chúng ta lại quay trở lại với cái định nghĩa là vector bằng nhau phải là vector cùng phương và cùng chiều, cùng độ lớn. Tức là ở đây đại loại là chúng ta sẽ phải có là cùng hướng và cùng độ dài. Thế thì trong các cặp vector cùng hướng, chúng ta thấy ở đây AB thì rõ ràng là cùng hướng nhưng mà lại độ dài lại khác nhau, đúng không? X, Y. Đấy, thì cùng hướng và cùng độ dài như vậy là được rồi, đúng không ạ? X với Z thì đương nhiên không được, Y với Z cũng không được. Như vậy là chúng ta sẽ có được chỉ có duy nhất một cái cặp, đó là vector X bằng vector Y. Thì khi mà nắm chắc các cái khái niệm này thì chúng ta có thể nhận biết một cách dễ dàng ở trên hình. Và chúng ta cũng nên học theo cái hướng đó là gì ạ? Chúng ta sẽ nắm lý thuyết, chúng ta tưởng tượng là cái đặc trưng, cái tính chất của hình vẽ thì chúng ta sẽ nhớ nó lâu hơn. Đấy, thì đối với bài tập số 2 này nó chỉ mang tính nhận biết và để giúp các bạn hình dung ra được phần nào các cái vector cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và vector bằng nhau.
Sau đây thì chúng ta cùng chuyển sang bài tập thứ ba. Bài tập thứ ba thì là bài tập chứng minh. Đấy, người ta cho tứ giác ABCD chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi và chỉ khi vectơ AB bằng vectơ DC. Thế thì ở đây là các bạn lưu ý là người ta cho sẵn các bạn một cái hình bình hành rồi, và công việc của các bạn xin lỗi, các bạn sẵn một cái tứ giác rồi, có nghĩa là bốn cái điểm này thì không có ba điểm nào thẳng hàng. Đấy, cái đấy là cái điều mà các bạn cần phải lưu ý, và ở đây chúng ta phải chứng minh hai chiều. Cái này là tương đương. Chiều thứ nhất là nếu tứ giác đó là hình bình hành thì chúng ta sẽ suy ra cái đẳng thức vector, tức là cái vector AB bằng vector DC. Ngược lại, chúng ta sẽ có được là nếu như tứ giác ABCD mà có cái AB vector AB bằng vector DC thì suy ra hình bình hành. Bây giờ tôi sẽ giải quyết theo cái chiều thuận trước. Chúng ta cùng đi giải quyết chiều thuận. Tức là đi chứng minh nếu ABCD là hình bình hành, cái tứ giác ABCD là hình bình hành. Là hình bình hành. Thì tôi sẽ có được là vector AB bằng vector BC. Chúng ta sẽ vẽ một cái hình bình hành để chúng ta quan sát cho nó dễ hơn, chính xác hơn. Tôi có hình bình hành A, B, C, D. Thì trong phần lý thuyết tôi cũng đã nói rồi, đúng không? Các bạn quan sát vào đây thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta có, thật vậy, ta có ở đây để chứng minh cho cái vector AB và vector DC thì chúng ta sẽ chỉ ra là hai vector này cùng cùng hướng và cùng độ dài. Thì trước hết là chúng ta sẽ thấy là cái AB song song với CD, như vậy là hai cái vector AB và CD cùng phương đó, còn cùng hướng thì đương nhiên rồi. Như vậy chúng ta sẽ có được là vector AB và vector CD là cùng hướng, cùng hướng. Đây là do tính chất của hình bình hành. Cũng do tính chất của hình bình hành thì chúng ta thấy là các cặp cạnh đối ngoài song song ra thì chúng ta có là các cặp cạnh đối của nó bằng nhau, tức là AB bằng CD, hay nói cách khác là chúng ta cũng có được độ dài của vector AB bằng độ dài của vector DC, bằng độ dài của vector DC. Điều này dẫn đến là gì ạ? Hai vector cùng hướng và cùng độ dài rồi. Vậy tôi suy ra vector AB bằng vector, xin lỗi các bạn, chỗ này là vector DC, tôi viết nhầm một chút. Ở đây tôi có vector DC. Đấy, các bạn để ý kỹ. Vector AB bằng vector DC. Đấy, theo thói quen thì tôi cứ viết là CD. Thì các bạn để ý một chút. Tiếp, chúng ta sẽ chứng minh cái phần chiều ngược. Thì ở đây các bạn có thể chứng minh hai chiều luôn cũng được. Chiều ngược tức là chúng tôi sẽ chứng minh cái gì ạ? Chứng minh rằng là tứ giác ABCD, tứ giác ABCD mà có AB song song với, xin lỗi, vector AB bằng vector DC thì tôi sẽ suy ra được là tứ giác ABCD là hình bình hành. Hai cái mệnh đề phía trước và phía sau như vậy.
Thế thì chúng ta sẽ chứng minh như thế nào trong phần này? Đầu tiên chúng ta sẽ có được là do cái vector AB bằng với vector DC. Đấy. Dẫn đến là gì? Chúng ta sẽ có hai thứ. Một là hai cái vector là phải cùng phương, tức là chúng ta sẽ suy ra được là AB song song với CD, hoặc là AB trùng với CD. Nhưng mà vì điều kiện này là không xảy ra được, điều kiện trùng, cái điều kiện này là không xảy ra. Do là tứ giác ABCD, tức là người ta cho sẵn tứ giác rồi, nên là không có chuyện là bốn điểm này thẳng hàng được. Đấy. Cái thứ hai là chúng ta có cái độ dài của vector AB bằng độ dài của vector DC. Dẫn đến cái điều này cũng có nghĩa là cái AB của tôi á bằng với CD, bằng với DC. Cái độ dài của đoạn thẳng chính là độ dài của vector bằng đoạn dài của đoạn thẳng. Trong phần về độ dài vector tôi đã nói rồi. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được đó là gì? Tứ giác ABCD có các cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Vậy thì ABCD sẽ là hình bình hành. Xin lỗi. Tôi sẽ có được ABCD ở đây là hình bình hành. Là hình bình hành. Thì cái bài tập này là cái bài tập mà cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên, chúng ta thấy là sau này thì chúng ta có thể áp dụng cái bài tập này vào trong các bài tập lớn hơn. Đây cũng chính là một trong các cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết hình bình hành bằng vector. Đấy, chúng ta để ý nhé. Chúng ta có là gì ạ? Tứ giác A, B, C, D là hình bình hành. Khi và chỉ khi vector AB bằng với vector DC. Thì chúng ta có thể sử dụng cái tính chất này trong việc chứng minh các cái bài tập lớn hơn. Các bạn lưu ý là ở đây người ta yêu cầu là vector AB và vector DC, các bạn có thể lấy cái cặp vector khác ví dụ như là AD và BC chẳng hạn cũng được ạ. Tức là chúng ta chỉ cần là nó là hai vector mà bằng nhau, tức là hai vector nằm trên hai cái cạnh đối này. Đấy. Hai cái cạnh đối và có cùng hướng thế là được. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cái bài tập số 3 trang 7 trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục chuyển sang cái bài tập tiếp theo. Bài tập số 4. Bài tập số 4 này thì cũng là một cái bài tập dạng nhận biết, tức là chúng ta chỉ cần là quan sát và tìm tìm các cái vector thôi, chứ chúng ta cũng không cần đi sâu vào cái việc chứng minh thì nó cũng sẽ không không có vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta, như tôi nói, nó mang tính nhận biết thôi. Chúng ta có cái hình lục giác đều. A, B, C, D, E, F. Có tâm là O. Thì chúng ta biết là lục giác đều là có tất cả các cái cạnh bằng nhau và tất cả các cái góc bằng nhau. Đấy. Muốn vẽ lục giác đều thì chắc là cũng không khó lắm, chúng ta chỉ cần vẽ một cái đường tròn, đúng không? Sau đó là chúng ta vẽ cái từng cái cạnh của lục giác đều này bằng với lại bán kính của đường tròn là chúng ta sẽ thu được điểm mình cần. Thế thì ở đây chúng ta quay trở lại với bài toán, cái câu hỏi của chúng ta là câu hỏi thứ nhất.
là tìm các vector khác vector không mà cùng phương với OA. Thì ở đây chúng ta chỉ cần quan sát nhìn thôi, chúng ta không cần đi chứng minh. Đấy, các vector khác vector không, các vector khác vector không cùng phương với vector A. Với vector OA, xin lỗi, vector OA là vector nào? Thì ở đây chúng ta có cái vector OA đây ạ, vector OA, vector OA, các bạn quan sát nhé. Cái vector OA này thì chúng ta nhìn trên hình này chúng ta sẽ thấy là có khá là nhiều các cái vector mà cùng phương với nó. Tôi có thể kể ra đây lần lượt là vector BC cùng phương, cùng phương tức là giá của chúng song song hoặc là trùng nhau. Chúng ta có vector BC, vector CB. Đấy, đương nhiên là ở đây là vector khác vector không, tôi sẽ không kể các vector không ở đây. Chúng ta có vector AO. Đấy, AO cũng là cùng phương với OA. Vector OD, vector DO, vector AD, vector DA. Tiếp tục về phía này thì chúng ta có cái vector EF, vector EF và vector FE. Đấy, thì đấy là các cái vector mà cùng phương với vector OA, là giá của chúng song song hoặc là trùng nhau. Đấy. Thì ví dụ như là BC chẳng hạn thì chúng ta thấy là BC có giá song song và song song với này, giá của vector OA. Còn cái ví dụ như là vector AD hoặc là DA hoặc là DO này là các vector mà có giá trùng. Như vậy là chúng ta có thể nhận thấy là chúng cùng phương. Thứ hai là tìm các vector bằng vector AB. Thì đây là cái vector AB đây. Vector AB. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể quan sát thấy các vector bằng vector AB. Ta quan sát là hai cái vector bằng nhau, tức là các vector mà có cùng hướng và cùng độ lớn, cùng độ dài. Đấy. Thì trong trường hợp này chúng ta có cái vector bằng vector AB, đó là các vector FO này. FO bằng vector AB này. Vector OC bằng vector AB. Và vector nữa đó là vector ED. Đấy. Thì chúng ta có ba cái vector mà bằng với vector AB. Thì chúng ta có đối với hình này thì chúng ta đương nhiên là chúng ta sẽ chỉ ra được rất là nhiều cái cặp vector bằng nhau. Và ở đây thì mỗi cái vector AB tức là vector tạo cạnh này, chúng ta sẽ có ba cái vector bằng. Đấy. Thì qua cái bài tập này chúng ta phần nào hình dung ra được là cái vector cùng phương là như thế nào, vector bằng nhau là như thế nào. Và chúng ta lại củng cố thêm một chút về phần lý thuyết. Các bạn thân mến, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn làm 4 bài tập ở trong sách giáo khoa trang 7. Với các bài tập này thì nó sẽ củng cố cho các bạn thêm cái một chút về cái phần lý thuyết mà các bạn đã học hôm trước. Và để có thể hiểu sâu sắc thêm thì các bạn nên tìm thêm các bài tập. Và tôi cũng sẽ cho sẵn một số các cái bài tập làm thêm. Tôi để phía bên dưới, cái link bên dưới phần mô tả, các bạn có thể download về để các bạn
tự làm. Cái video của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.